Hôm nay anh sẽ hướng dẫn mấy em khui bia nè. Đó. Đồng má, nó mấy tháng rồi chưa nhậu nên khui bia cảm giác đồ quá lạ lẫm vô cùng. Mấy em không có hiểu được cái cảm giác mà đồ mới rất là lâu mình chưa nhậu và mình uống ngụm. Trời ơi. À, má nóng vậy. Má cay nó. Má nóng gì ta? Má coi là có bin bin lên. Má công nhận mình bin dữ. Bin. Yeah. Có pin, có pin trở lại à. Yeah. À, có pin ướng nha. Trời ơi. Hôm nay không có nhậu đâu, má trong mình nó cứ quể quải đau nhức bấy mình hết trơn, nó mệt mỏi làm việc không có nổi. Ủa, má bữa nay đưa vô miếng cái có pin trở lại. Trời ơi, anh sướng rằng mình hết trơn nha nội ơi. Cỡ mấy em hay chưa đủ trình với anh đâu, anh nói thiệt. Dở nhất là đồ má nhậu trong nhà, đồ má nhậu trong nhà đâu có gái đâu ngắm, thấy không? Ra dĩa hè nhậu đi, đồ má ngồi uống bia đi. Cái hồi mỹ nhân đi ngang mà cái ngồi ngắm gái luôn. Trời ơi, đồ má tôi thiệt nha, cái xứ ông sao tôi không biết cái xứ này ha. Gái mà lên đồ là đụ má súng lên nòng đó. Dũng thứ buổi chiều mà nó mặc quần đùi, tôi nói ông đụ má nó đưa cái mu tản thằng vậy.